cập nhật tin tức đáng chú ý tại mặt trận Đông Âu. Ukraine đối mặt với nguy cơ khôn lường nếu bị Nga chọc sườn đánh úp ở Kursk. Mỹ lập tức có kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Ukraine. Dụ tin Nga ập vào pháo đài Ukraine bao vây đối phương từ ba hướng. Tổng thống Zelensky lo âu khi kế hoạch hòa bình đứng trước nguy cơ bị Mỹ phản đối. Trang cuối của cuộc đua Tổng thống Mỹ cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Ông Trump tuyên bố không tái tranh cử nếu thất bại trong bầu cử tháng 11. Trong khi đó tại Trung Đông, Ai Cập đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột toàn diện tại mặt trận này. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, được coi là hành động táo bạo nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Mặc dù đã kiểm soát được một vài phần lãnh thổ, nhưng nhiều nguy cơ vẫn đang là nỗi lo của Kiev cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng diện tích mà Ukraine chiếm được chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ của Nga. Ông nói, với ba sườn bị hở, chiến dịch xâm nhập của Ukraine đi kèm với rủi ro đáng kể. Quân đội Nga có thể tập trung lực lượng, cắt đứt các tuyến tiếp tế, cô lập và đẩy lui Ukraine, đồng thời khẳng định Tổng thống Putin sẽ phát động một cuộc phản công lớn để giành lại lãnh thổ của Nga trong những tháng tới. Theo giới phân tích, Tổng thống Putin đang theo đuổi một chiến lược lâu dài dựa vào lợi thế áp đảo về số lượng binh sĩ và vũ khí để dần dần đánh bại Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đang cố gắng rút ngắn cuộc xung đột bằng cách đưa xung đột trở về đất Nga. Đây là thời điểm quan trọng trong một cuộc xung đột mà cả Nga và Ukraine đều chịu thương vong lớn, đồng thời đang xa lời trong bế tắc. Ông Milly lưu ý khả năng Nga tiếp tục đưa binh sĩ ồ ạt vào Ukraine rất khó xảy ra. Tương tự, khả năng Kiev buộc Moscow phải rút hàng trăm nghìn binh sĩ ra khỏi lãnh thổ nước này để bảo vệ Kursk cũng khó thành hiện thực. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đang đặt cược vào một nước đi mạo hiểm, cho rằng các tuyến phòng thủ vốn đã mỏng manh của quân đội Ukraine ở trong nước sẽ giữ vững khi ông mở một mặt trận mới bên trong nước Nga. Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng Tổng thống Zelensky đã chấp nhận rủi ro được tính toán để đưa Ukraine vào một vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán tương lai. Một phần rủi ro là liệu Mỹ với sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phái về mặt chính trị và một cuộc bầu cử đang đến gần có tiếp tục gửi đủ vũ khí cho Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga hay không. Nếu vì lý do nào đó, châu Âu hoặc Mỹ không thể tiếp tục viện trợ Ukraine và nguồn viện trợ bị cắt đứt, Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn để duy trì các hoạt động quân sự quân đội Ukraine cũng đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, bị áp đảo về hỏa lực, quân số và dần mất đi lợi thế trước Nga sau nhiều tháng không nhận được thêm vũ khí. Ukraine đã sử dụng tất cả những gì có thể. Hiện Ukraine cần sự giúp đỡ trên mọi mặt trận, kinh tế, chính trị và quân sự, và họ cần sự giúp đỡ đó ngay bây giờ. Chính quyền Tổng thống Biden nên nhận ra rằng có khả năng 4 tháng viện trợ tiếp theo sẽ là sự giúp đỡ lớn cuối cùng của Mỹ đối với Ukraine. Do đó, nỗi lo ngại lớn nhất của Ukraine không phải là thiếu quyết tâm chiến đấu, mà là sự suy giảm viện trợ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Trong tình hình đó, ông Michael Carpenter, giám đốc cấp cao phụ trách châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ, trong tuần và tháng tới, nước này sẽ triển khai một loạt sáng kiến nhằm củng cố vị thế của Ukraine. Ông Carpenter đồng thời lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ ưu tiên thúc đẩy các năng lực quan trọng giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Vị quan chức Mỹ cho biết, trong khi một khoản tiền lớn đã được sử dụng theo khoản viện trợ bổ sung được thông qua vào tháng 4, một số ngân quỹ vẫn còn nguyên. Vì vậy, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để cung cấp càng nhiều hỗ trợ an ninh càng tốt trong những tuần tới. Ưu tiên các năng lực quan trọng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho Ukraine trên tiền tuyến. Ông Carpenter cũng nhấn mạnh thêm rằng Tổng thống Biden đã cam kết giúp Ukraine trở thành một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và độc lập đang đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga. Ông cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể chấm dứt xung đột ngay hôm nay nếu ông ấy muốn và không ai mong muốn hòa bình, ổn định và an ninh nhiều như người dân Ukraine. Vì vậy, Mỹ cần tiếp thêm sức mạnh cho họ để họ có thể thành công. Trong khi hướng mặt trận Pokrovsk và Kursk vẫn đang diễn biến ác liệt. Thì ở phía Nam Donetsk, hướng mặt trận Ukleda hay còn gọi là Vuleda cũng đang nóng lên từng ngày. Điểm đặc biệt ở đây đó là Ukleda từng là cứ điểm chốt giữ phía Nam Donetsk, nơi quân đội Nga tổ chức tấn công nhiều lần nhưng đều thất bại. Nhưng tình hình đã thay đổi nhanh chóng khi quân đội Nga thay đổi chiến thuật. Thay vì tấn công trực diện vào Ukleda, họ tiến hành bóc gỡ các cứ điểm xung quanh được coi là các tuyến phòng ngự từ xa. Từ đó lực lượng Nga liên tiếp tràn ngập các khu vực xung quanh pháo đài Ukleda, tạo thành vòng vây ba mặt với cứ điểm này đồng thời cắt đứt con đường cuối cùng vào thành phố do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Kênh RV Voenkori nhận định Ukleda sẽ sớm bị bao vây khi lực lượng Moscow đã vượt sông Kashlagek, đột kích về phía tây Ukleda, đe dọa hình thành một nồi hầm lớn. Những gọng kìm của Nga nhanh chóng siết chặt quanh Ukleda. Theo đó, kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR đã công bố một bản đồ cho thấy những thành công đáng kể của quân đội Nga trên hướng Nam nhất. Nga tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc, đột nhập thành công vào trận địa phòng thủ của đối phương xung quanh thành phố quan trọng chiến lược Ukleda. Họ vượt qua Ukleda và tự tin áp sát gọng kìm bao vây lực lượng Kiev. Các đơn vị Nga đã nhanh chóng tiến quân từ khu vực Prechistovka mới được kiểm soát ở phía bắc sông Kashlagak theo hướng đông và đông bắc, đột nhập vào các vành đai rừng phía tây Ukleda với mục đích phát triển tiếp về phía bắc, tức là các đứt hậu cần. Ông Buniyatov, một sĩ quan có tiếng thuộc tiểu đoàn Ida của Ukraine thừa nhận thành phố sẽ sớm bị bao vây, cơ hội giữ vững vị trí không mấy khả quan. Đến một lúc nào đó, lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui khỏi thành phố hoặc đối mặt với tình trạng bị bao vây. Trong khi đó, Calibrated Maps đưa tin, lực lượng Moscow đã tiếp cận Ukraine và có khả năng đã tiến vào thành phố pháo đài. Trong khi đó, kế hoạch đề xuất bản kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky với Tổng thống Biden dường như cũng đang gặp phải rào cản. Ông Zelensky nói, kế hoạch chiến thắng này được thiết kế với niềm tin rằng Tổng thống Biden sẽ ủng hộ nó. Sẽ là một điều tồi tệ nếu ông Biden phản đối kế hoạch của chúng tôi. Nó sẽ khiến xung đột tiếp tục kéo dài hơn nữa. Tuy vậy, tôi sẽ không trách ông Biden ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra. Ông ấy là người đã luôn ủng hộ Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Theo Tổng thống Zelensky, mục tiêu chính của kế hoạch chiến thắng là nhanh chóng củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Moscow sẽ cảm nhận được chiều sâu của kế hoạch và cam kết ủng hộ từ các đối tác của Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ xây dựng hình ảnh một Ukraine mạnh mẽ để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Về phần mình, Nga đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Zelensky đưa ra giống như một nước cờ vụ lợi. Bà cũng nói thêm rằng Kiev đang tìm cách lôi kéo phương Tây vào một cuộc xung đột toàn diện với Moscow. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái UAV mỗi năm, nhưng lại không có tiền để ký hợp đồng với các nhà sản xuất. Thời điểm đó, tờ Guardian của Anh dẫn lời ông Mikhailo Fedorov nói Chúng tôi có thể mở rộng quy mô thị trường đến mức có thể sản xuất hơn 1 hoặc thậm chí 2 triệu máy bay không người lái. Theo ông, hoàn toàn có tiềm năng để Ukraine tăng cường sản xuất thêm mọi loại máy bay không người lái, nhưng cần thêm hỗ trợ tài chính từ Mỹ, chính phủ và các mạnh thường quân phương Tây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov mới đây cũng tiếp tục nhấn mạnh Ukraine sẽ mua hơn 1 triệu UAV và Kiev cũng có thể sản xuất hàng triệu UAV trong đó, ngân sách nhà nước chi trả cho một phần và chúng tôi tìm được một số nguồn tài trợ từ các đối tác. Ông nhấn mạnh, Ukraine có khả năng làm được điều này. Ông nói, năm tới, Ukraine sẽ không để đối phương vượt lên trước. Ông Umerov cũng tuyên bố mở rộng chương trình tên lửa. Ông nói, chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng chương trình tên lửa của chúng tôi gần với chương trình UAV mà chúng tôi có trong nước. Ở chiều ngược lại, phát biểu tại một cuộc họp ở Saint Petersburg, về vấn đề sản xuất máy bay không người lái UAV. Cách đây ít hôm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tổng cộng khoảng 140.000 máy bay không người lái các loại đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2023. Năm nay, số lượng máy bay không người lái dự kiến sẽ tăng đáng kể, chính xác hơn là tăng gấp 10 lần. Ai chủ động hơn về nguồn cung vũ khí trên chiến trường sẽ giành chiến thắng. Cả Nga và Ukraine đều đã mua máy bay không người lái ở nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này. Trong đó, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ, ban đầu được phát triển cho những tay đua dân sự, được điều khiển bởi các phi công trên mặt đất và thường đâm vào các mục tiêu chất đầy thuốc nổ. Một chỉ huy Ukraine từng đánh giá rằng số lượng máy bay không người lái Nga gấp từ 5 đến 7 lần so với Ukraine. Bên cạnh đó, máy bay không người lái giá rẻ của Ukraine ngày càng dễ tổn thương hơn trước thiết bị gây nhiễu của Nga, buộc thiết bị này phải tiếp tục đổi mới. Ukraine cũng sản xuất máy bay không người lái mới với nhiều khả năng khác nhau, ví dụ như máy bay không người lái trinh sát Ironclad, máy bay không người lái Backfire chống nhiễu. Theo Bulgarian Military, vào mùa xuân năm nay, một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng cải dầu ở vùng Dnipropetrovsk. Thông tin này mới được Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ gần đây kèm theo bức ảnh về chiếc máy bay. Thông tin cụ thể về sự kiện này rất ít và nguyên nhân buộc chiếc MiG-29 phải hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa được tiết lộ. Từ bức ảnh có thể thấy rằng chiếc máy bay này không bị tấn công. Một số người cho rằng có thể do trục trặc kỹ thuật nên phi công phải thực hiện động tác nguy hiểm này. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, thân máy bay đã bị hư hỏng, cần phải sửa chữa và phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn sau khi hạ cánh. Các chuyên gia đánh giá cao khả năng phục hồi của MiG-29. Những chiếc MiG-29 đã đóng vai trò quan trọng trong cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công của Ukraine. Đáng chú ý, quân đội Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các phụ tùng thay thế thiết yếu. Nhờ vậy mà Kiev vẫn có thể duy trì phi đội MiG-29 hoạt động trước những tổn thất chiến đấu. Bức ảnh về một chiếc MiG-29 hạ cánh khẩn cấp trên một cánh đồng nông nghiệp cho thấy một trong những ưu điểm của MiG-29 so với F-16. Gầm máy bay chiến đấu của Liên Xô chắc chắn hơn đáng kể so với F-16 của Mỹ. Sự chắc chắn này đã giúp MiG-29 vẫn ở trạng thái tương đối nguyên vẹn khi lao xuống đất Thay vì mũi máy bay cắm xuống đất, MiG-29 được thiết kế để cất cánh và hạ cánh từ các đường băng gồ ghề hoặc có cơ sở hạ tầng hạn chế, điều rất phổ biến ở nhiều căn cứ không quân của Liên Xô trước kia. Bộ phận hạ cánh của nó được thiết kế độc đáo để xử lý các bề mặt không bằng phẳng, có thể là trên cánh đồng hoặc thậm chí là những con đường đất. Điều này có nghĩa là phải trang bị cho MiG-29 một bộ phận hạ cánh được gia cố chắc chắn hơn để có thể chịu được những điều kiện như vậy. Hơn nữa, MiG-29 tự hào có hệ thống giảm sóc được tăng cường với các thanh chống dày hơn và vật liệu cứng hơn để đối phó tốt hơn với sự khắc nghiệt khi hạ cánh trên địa hình gồ ghề. Bánh xe lớn và hệ thống thủy lực mạnh hơn đóng vai trò quan trọng cho phép máy bay thực hiện các cuộc hạ cánh phức tạp với thiệt hại tối thiểu. Khi so sánh F-16 với MiG-29 sẽ nhận thấy rằng MiG-29 có khoảng sáng gầm cao hơn. Lựa chọn thiết kế này giúp giảm nguy cơ hư hỏng khi hạ cánh trên địa hình gồ ghề. Trong khi đó, F16 được tối ưu hóa cho đường băng trải nhựa trơn tru, thường thấy ở các căn cứ không quân phương Tây. MiG-29 được thiết kế với yêu cầu là tăng hiệu suất cất cánh và hạ cánh trên những đường băng ngắn. Điều này có nghĩa là máy bay phải đáp ứng được điều kiện để hoạt động trên những đường băng ngắn hơn và có cơ sở vật chất hạn chế. Vì vậy mà bộ phận hạ cánh chắc chắn của MiG-29 là một tính năng quan trọng cho phép chiếc máy bay có được sự linh hoạt này. Những thiết kế quân sự của Liên Xô, chẳng hạn như MiG-29, thường ưu tiên về độ bền và sự tiện dụng. Mục tiêu là đảm bảo cho những chiếc máy bay này có thể chịu được những điều kiện không lý tưởng, bao gồm việc hạ cánh trên địa hình gồ ghề, điều kiện sân bay kém và cơ sở bảo dưỡng tối thiểu. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, Ukraine đã khéo léo bổ sung thêm cho những chiếc MiG-29 thời chiến tranh lạnh của mình bằng các hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây. Những chiếc MiG-29 được nâng cấp đang sử dụng các vũ khí như tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88, bom dẫn đường chính xác tầm xa, bom đường kính nhỏ GBU-39B và bom dẫn đường AASM-250 Hammer do Pháp cung cấp. Việc hạ cánh khẩn cấp đã cho thấy những thách thức đáng kể mà Ukraine phải đối mặt trong việc duy trì hoạt động của lực lượng không quân. Với nguồn lực hạn chế và máy bay cũ kỹ, quân đội Ukraine đã chuyển sang các chiến lược sáng tạo để duy trì ưu thế trên không, và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào lực lượng Nga. Bằng cách trang bị cho MiG-29 các loại đạn dược hiện đại, Ukraine vẫn duy trì được sự hiện diện trên không mặc dù phi đội của họ phải chịu nhiều áp lực. Trang tin Breaking Defense của Mỹ đã nắm bắt được một số chi tiết về vụ tai nạn máy bay F-16 khiến phi công Ukraine Oleksiy Mes thiệt mạng, bao gồm khả năng máy bay dính mảnh vỡ tên lửa Nga những mảnh vỡ của tên lửa Nga khi bị bắn hạ nêu trên có thể đã gây hư hỏng cho động cơ và các bộ phận khác của máy bay, khiến máy bay F-16 bị nổ tung và phi công tử vong trước khi kịp thoát ra ngoài. Breaking Defense chỉ ra rằng đây là lời giải thích khả thi nhất khi xét đến những tiền lệ trước đó. Như vậy, theo nguồn tin của Breaking Defense, Ukraine đã thiệt hại 4 máy bay chiến đấu vì cùng lý do, gồm 2 máy bay MiG-29 và 2 máy bay chiến đấu Su. Nguồn tin nói thêm những tổn thất trước đó không thu hút nhiều sự chú ý vì chúng không phải là máy bay chiến đấu hiện đại đắt tiền. Trước đó, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya nói rằng máy bay đã bị một tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine bắn rơi do nhầm lẫn. Một quan chức giấu tên của phương Tây cũng nghi máy bay bị rơi do bị bắn nhầm. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine hoài nghi về giả thuyết trên. Họ lập luận các tổ hợp phòng không do phương Tây viện trợ và máy bay F-16 đã được thử nghiệm cùng nhau trong những điều kiện tác chiến vô cùng phức tạp, nên khó có thể xảy ra sự cố bắn nhầm. Không quân Ukraine cho biết vào thời điểm đó, ngoài Patriot, Kiev còn triển khai nhiều hệ thống phòng không khác, bao gồm các nhóm cơ động trang bị tên lửa Stinger và tên lửa Star Strike của Anh. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, sự cố đã giáng đòn mạnh vào quân đội Ukraine cả về mặt nhân sự, khí tài và sĩ khí. Cây bút Thomas Newdick viết trên chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ không quân Ukraine mất một tiêm kích F-16 quý giá để phục vụ chiến đấu. Nhưng thời điểm xảy ra sự việc này không thể tồi tệ hơn. Điều khiển tiêm kích tham chiến là một trong những nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm nhất của mọi lực lượng không quân. Nhiều phi công giỏi nhất của Mỹ cũng từng trải qua các vụ rơi F-16, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Chuck Brown và cựu Tham mưu trưởng Không quân David Goldfein. Khóa huấn luyện tiêm kích F-16 cơ bản của Mỹ thường kéo dài 9 tháng các phi công hoàn tất khóa học sẽ chuyển đến đơn vị tác chiến và tiếp tục được huấn luyện trong nhiều tháng, trải qua hàng loạt đợt diễn tập trước khi được xác nhận đủ khả năng chiến đấu trong điều kiện thực tế. Trong khi đó, chương trình huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine được rút ngắn chỉ còn 6 tháng. Họ cũng lập tức phải tham chiến không lâu sau khi tốt nghiệp. Các quan chức phương Tây đang tranh cãi liệu Ukraine có thực sự khôn ngoan khi triển khai tiêm kích F-16 chỉ vài tuần sau khi tiếp nhận cũng như cử phi công với số giờ bay hạn chế tham chiến. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Dự án Mi and My RC mới đây cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Shamad được cho là đã phát nổ trong cuộc thử nghiệm ở Plesetsk, Nga. Mi and my Archie, viện dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một hố lớn đã xuất hiện ở Plesetsk có thể do một tên lửa phát nổ trong silo. Các vệ tinh NOAA-20 và SUOMI NPP đã phát hiện đám cháy ở bãi thử. Cùng lúc đó, một máy bay trinh sát Boeing RC-135S Cobra của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ ở Alaska để quan sát vụ thử tên lửa Samad. Mi and my cho biết, Trích dẫn dữ liệu Florida 24. Tuy nhiên, máy bay này không ghi lại được vụ phóng. Các chuyên gia tin rằng vụ nổ có thể không xảy ra trong quá trình phóng mà trong quá trình nạp nhiên liệu. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, do tên lửa SAMAS sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng nên có thể đã xảy ra sự cố dẫn đến hố sâu xuất hiện. Ngoài ra, còn có khả năng tên lửa bị rơi trong quá trình phóng. Bốn xe cứu hỏa có thể được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh. Điều đáng chú ý là tính đến sự cố này trong toàn bộ thời gian sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, Nga chỉ thực hiện được một vụ thành công trong năm lần phóng vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Tháng 10 năm 2023, tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ông nhấn mạnh tên lửa đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẵn sàng đưa vào thực chiến. Được nhiều phương tiện truyền thông gọi phổ biến bằng cái tên Satan 2. RS-28 Samat là vũ khí được Nga ca ngợi là tên lửa uy lực nhất thế giới. RS-28 Samat là tên lửa đạn đạo 3 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu lỏng, được trang bị đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập, MIRV và có thể mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn. Tên lửa này có thể mang theo từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân, ước tính có sức công phá hàng chục megaton. Tên lửa cũng được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương. RS-28 Samad được trang bị động cơ RD-274 ở giai đoạn đầu và các đầu đạn trên Samad có thể lao tới mục tiêu ở vận tốc Mach 20,7, tức là khoảng 25.500 km/h. Với quỹ đạo bay phức tạp, gần như không thể đánh chặn. Nếu so sánh với hệ thống tên lửa chiến lược của Mỹ, Minuteman III, LGM-30 sẽ là đối thủ gần nhất với Samad. Nga tin chắc rằng do đặc điểm vượt trội nó có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và được coi là vũ khí có tầm bắn lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu chính thức của Nga, tên lửa Sarmat có tầm bắn hơn 11.000 km, có nguồn ước tính lên tới 18.000 km và có thể mang đầu đạn nặng 10 tấn. Sarmat cũng có thể lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện lướt siêu vượt âm trong tương lai. Theo kênh CNN của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine, việc Nga và Trung Quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung đã thu hút sự chú ý của giới phân tích toàn cầu. Vừa qua, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung Phương Bắc Tương Tác năm 2024 tại thành phố Vladivostok, vùng viễn Đông của Nga. Tuần trước, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố về cuộc tập trận lớn nhất trong 30 năm qua, Đại Dương 2024 Ocean 2024 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân, hơn 500 tàu và máy bay. Đáng chú ý, Trung Quốc là quốc gia duy nhất chính thức tham gia cùng Nga trong sự kiện này, một dấu hiệu rõ ràng về mối quan hệ chiến lược đang ngày càng phát triển giữa hai cường quốc. Tổng thống Nga Putin đã khẳng định rằng việc tăng cường hợp tác với các nước thân thiện là vô cùng quan trọng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc tăng cường hợp tác với các nước bạn bè của chúng tôi. Điều này đặc biệt quan trọng hiện nay trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng trên toàn thế giới. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã thể hiện quyết tâm tương tự trong việc mở rộng quan hệ quân sự với Nga. Theo quân đội Nga, Trung Quốc đã điều một số tàu chiến và 15 máy bay đến vùng biển ngoài khơi, bờ biển Viễn Đông của Nga để tham gia cuộc tập trận Đại Dương 2024. Ngoài ra trong tháng này, lực lượng Trung Quốc và Nga đã ca ngợi sự phối hợp chiến lược sâu sắc hơn trong các cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển gần Nhật Bản và tổ chức cuộc tuần tra hàng hải chung lần thứ 5 ở phía Bắc Thái Bình Dương. Các sự kiện này diễn ra sau một loạt các cuộc tập trận chung trong suốt mùa hè, bao gồm cuộc tập trận gần Alaska, nơi quân đội Mỹ và Canada lần đầu tiên cùng nhau chặn các máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc, và ở Biển Đông, nơi căng thẳng địa chính trị đang gia tăng nhanh chóng. Chuyên gia Alexander Korolev từ Đại học New South Wales cho biết, mặc dù Nga và Trung Quốc không có khả năng tương tác mạnh mẽ như các đồng minh trong NATO, nhưng họ đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ đối tác chiến lược. Sự phối hợp giữa hai nước trong các cuộc tập trận không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hải quân mà còn mở rộng ra không quân và các công nghệ quân sự tiên tiến. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, số lượng cuộc tập trận quân sự chung đã tăng lên đáng kể trong những năm qua, cho thấy mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia này đang trở nên ngày càng sâu sắc hơn. Cuộc tập trận Hải quân chung phương Bắc tương tác năm 2024 và Đại dương 2024 diễn ra trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây do cuộc chiến ở Ukraine. Kanshuter, cựu chỉ huy tàu chiến của Hải quân Mỹ và cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết, cả Nga và Trung Quốc đều muốn cho Mỹ và các đồng minh thấy rằng hai quân đội của họ đang ngày càng gắn kết với nhau và bất kỳ thách thức nào đối với một trong hai bên đều có nguy cơ dẫn đến phản ứng phối kết hợp. Các cuộc tập trận chung cũng mang đến cho mỗi bên cơ hội học hỏi lẫn nhau vì Nga với kinh nghiệm chiến trường dày dặn và Trung Quốc, quốc gia ngày càng tiên tiến về công nghệ điện tử quân sự. Mỗi bên đều có điều gì đó để học hỏi từ bên kia một số nhà quan sát nhận định. Như vậy, các cuộc tập trận này không chỉ đơn thuần là một sự kiện quân sự, mà còn phản ánh mục tiêu chiến lược lâu dài của cả hai bên trong việc tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây. Cả Nga và Trung Quốc đều coi Mỹ như một đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu đối với lợi ích cốt lõi của mình. Đối với Nga, việc ngăn chặn sự mở rộng của NATO là ưu tiên hàng đầu, trong khi Trung Quốc tìm cách vượt qua sự kiềm chế của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. trong bài phát biểu tại hội nghị quốc tế về hòa bình ở paris tổng thống pháp emmanuel macron đã kêu gọi suy nghĩ về hòa bình ở châu âu trong tương lai đồng thời nhấn mạnh rằng trên thực tế cộng đồng chính trị châu âu không chỉ giới hạn trong liên minh châu âu và nato ông macron cũng kêu gọi các quốc gia châu âu và thế giới tập trung vào cách xây dựng một trật tự thế giới mới nhà lãnh đạo pháp lưu ý thêm rõ ràng đây là thách thức lớn nhất hiện nay vì trật tự thế giới hiện tại của chúng ta không đầy đủ và không công bằng khi được hình thành vào cuối Thế chiến thứ hai, chưa bao trùm các vấn đề quan trọng như khí hậu và cuộc cách mạng công nghệ. Đồng thời, Tổng thống Macron hối thúc sự hiện diện lớn hơn của các quốc gia đông dân trong các tổ chức quốc tế, điều vốn không tồn tại khi trật tự thế giới hiện tại chỉ mới hình thành. Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có Pháp càng thêm căng thẳng. Nhà nghiên cứu William Freer của Hội đồng Cố vấn Địa Chiến lược có trụ sở tại Anh hồi cuối tháng 6 bình luận trên tờ Newsweek rằng giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, ông Macron có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Nga. Nhưng giờ đây, ông Macron lại tỏ ra cứng rắn hơn với Moscow. Điều đó khiến quan hệ giữa Pháp và Nga ngày càng giãn nứt. Ban đầu, sau khi Nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, ông Macron đã tìm cách giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao. Nhà lãnh đạo Pháp đã thực hiện các cuộc điện đàm với ông Putin và tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng như có các chuyến đi đến moscow và kiev để nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tuy nhiên theo thời gian ông macron đã thay đổi cách tiếp cận hiện pháp là một trong những nước đóng vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ của phương tây cho ukraine trong nhiều tháng qua ông Macron luôn thể hiện mình là một trong những người ủng hộ hàng đầu cho Ukraine khi liên tục đưa ra những tuyên bố được coi là khá thách thức nhằm vào Nga như việc đề cập đến khả năng đưa binh sĩ Pháp và các nước phương Tây khác tới tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, ông Macron gọi Nga là đối thủ, đồng thời khẳng định Paris sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết định cần thiết nào để ngăn chặn chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine trả lời phỏng vấn Sputnik hồi tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc Pháp và Đức ký các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine không ảnh hưởng đến quan hệ với Nga do mối quan hệ này đã xuống thấp chưa từng có. Bà Zakharova cho biết, đặc biệt đề cập đến quan hệ Nga, Đức và Nga-Pháp. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thật không may, ở giai đoạn này, có rất ít điều có thể ảnh hưởng đến những mối quan hệ đó theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa vì đã ở mức thấp chưa từng có. Sau hai tuần đàm phán khó khăn và nhiều lần trì hoãn, cuối cùng thành phần chính phủ của tân thủ tướng Michel Barnier đã được chính thức công bố. Sau khi thành lập chính phủ, thủ tướng Pháp Barnier sẽ phải gấp rút tham vấn và đàm phán với các đảng trong liên minh để có thể chính thức công bố một chính sách tổng thể và dung hòa vào ngày đầu tháng 10, khi quốc hội Pháp bắt đầu các phiên họp thường lệ. Trước đó ông cho biết, chính phủ sẽ dành ưu tiên cho các vấn đề cải thiện mức sống của người dân và hoạt động của các dịch vụ công đảm bảo an ninh và kiểm soát nhập cư, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân, nâng cao sức hút cho nền kinh tế Pháp và đặc biệt là kiểm soát tài chính và xử lý nợ công. Sau hơn 2 tháng không có chính phủ, nước Pháp đang đứng trước rất nhiều vấn đề cấp bách và hóc búa cần phải giải quyết nhanh chóng. Trước hết là bài toán cân bằng ngân sách. Pháp bắt buộc phải giảm thâm hụt từ mức thực tế khoảng 6% trong năm nay xuống thấp dần qua các năm và chỉ còn dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm 2027. Nếu không muốn bị Liên minh châu Âu EU trừng phạt, áp lực là rất lớn khi thủ tướng Barnier cam kết sẽ không tăng thuế nhằm vào các tầng lớp trung lưu và người lao động. Tăng thuế là điều cấm kỵ đối với các đảng ủng hộ tổng thống Macron. Vấn đề thứ hai liên quan đến tương lai của cải cách hưu trí vốn cũng là một làn danh đỏ mà đảng phục hưng của tổng thống Macron đã đặt ra khi tham gia liên minh cầm quyền. Trong khi thủ tướng Barnier muốn người lao động nghỉ hưu ở tuổi 64 như luật cải cách hưu trí đã được thông qua, Liên minh cánh tả và phe cực hữu lại muốn tìm mọi cách để bãi bỏ dự án quan trọng này. Một thách thức lớn nữa chính là lợi ích của người nông dân, một vấn đề có thể lại gây bùng nổ xã hội bất cứ lúc nào. Những bức bố chưa được giải quyết thấu đáo sau phong trào phản kháng kéo dài vừa qua, người nông dân đang chờ đợi chính phủ có những biện pháp giảm thuế, cho vay ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nới lỏng các quy định sinh thái, môi trường. Tất cả diễn ra khi chính phủ phải công bố dự luật ngân sách 2025 trong tháng 10. Với hàng loạt mức cắt giảm thuộc tất cả các lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu giảm thâm hụt ngân sách và nợ công của EU, chính phủ của thủ tướng Michel Barnier cũng sẽ phải khẩn trương xem xét tình hình kinh tế đang đứng trước nguy cơ sụp đổ của vùng lãnh thổ New Caledonia. Kể từ khi xảy ra các cuộc bạo loạn, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và hạ tầng kinh tế địa phương đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Chính phủ tiền nhiệm đã nâng mức hỗ trợ khẩn cấp cho New Caledonia lên 400 triệu euro, nhưng điều đó là không đủ. Cuối tháng 8, cơ quan lập pháp địa phương đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu nhà nước Pháp hỗ trợ 4,2 tỷ euro để xây dựng lại quần đảo. Một khoản tiền quá lớn khi Pháp đang bị đẩy vào tình thế buộc phải tiết kiệm từng đồng. Chưa hết, Thủ tướng Barnier cũng phải nỗ lực sớm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quần đảo này. Trong khi phe ly khai vừa bầu ra một người có đường lối cứng rắn đứng đầu mặt trận giải phóng dân tộc Kanak, FLNKS, một liên minh đang đòi rút lại các đề xuất cải cách bầu cử vốn châm ngòi cho cuộc xung đột tại địa phương. Có vô số khó khăn và thách thức đặt ra cho liên minh mới thành lập. Không có hoa hồng, chỉ có những trông gai bày ra trên chặng đường trước mắt. Một đất nước thâm hụt ngân sách và nợ công nặng nề, một tổng thống trên đà suy yếu bởi chính các quy định của mình, một quốc hội bị chia rẽ thành ba khối với sự bất mãn của cánh tả và thái độ chờ thời của phe cực hữu, một xã hội phân mảnh bởi những tầm nhìn khác biệt. Câu hỏi được đặt ra là một thủ tướng đến từ phe thiểu số có thể làm gì để lãnh đạo một liên minh kiểu Đức vượt qua trường ấy khó khăn. Thủ tướng Pháp Michel Barnier vừa qua đã thông báo thành phần chính phủ của ông với 39 thành viên đến từ các đảng Trung Dung và Cánh Hữu. Theo đó, trong số 17 bộ trưởng, có 7 người đến từ Liên minh Trung Dung của Tổng thống Emmanuel Macron và 3 người đến từ Đảng Bảo thủ, những người Cộng hòa của ông Barnier. Cụ thể, Angjinoen Barrot được đề cử thay thế ông Stefan Sonne là bộ trưởng châu Âu và ngoại giao. Ông Barrot, 41 tuổi, là nhà kinh tế và từng đảm nhiệm cương vị bộ trưởng phái đoàn châu Âu trong chính phủ tiền nhiệm. Ông Bruno Retailio được đề cử chức bộ trưởng nội vụ, mà theo nhật báo Le Figaro đánh giá là một biểu tượng vững chắc để khôi phục trật tự tại Pháp. Đáng chú ý, vị trí bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính được trao cho ông Antoine Aman, người mới chỉ 33 tuổi. Tuy nhiên, Danh sách các thành viên chính phủ mới không có thành viên các đảng cánh tả và cực tả, những đảng đã giành được kết quả cao trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vừa qua. Lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure đã chỉ trích ông Baynier quyết định thành lập một chính phủ trung hữu, trong khi lãnh đạo Đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI Jean-Luc Mélenchon thậm chí còn cho rằng chính phủ mới là tập hợp của những đảng đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Hiện các đảng cánh tả đã tuyên bố sẽ tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ mới tại quốc hội. Tuy nhiên, do không chiếm thế đa số tuyệt đối, các đảng này sẽ cần đến lá phiếu của đảng cực hữu Tập hợp quốc gia RN. Cựu lãnh đạo của RN, bà Marine Le Pen, cũng đã bày tỏ sự thất vọng đối với chính phủ mới, cho rằng chính phủ của ông Barnier mang tính chuyển tiếp và kêu gọi một sự thay đổi lớn. Đầu tháng 9, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định ông Barnier, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu EU làm thủ tướng mới của Pháp. Sau khi thành lập chính phủ, nhiệm vụ cấp bách lúc này của ông Barnier là nhanh chóng hoàn tất dự thảo ngân sách quốc gia năm 2025 trước ngày 1 tháng 10 và trình lên quốc hội để xem xét và biểu quyết thông qua. Mới đây, các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ đã công bố thỏa thuận gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang đến giữa tháng 12 nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa Nhà Trắng chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Trong bối cảnh nguồn tài trợ dành cho chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 và quốc hội nước này vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cả năm, một biện pháp tạm thời được nhiều người mong đợi. Đảng Cộng hòa suốt nhiều tuần qua đã duy trì quan điểm cho rằng mọi quyết định gia hạn tài trợ chính phủ đều phải gắn với các yêu cầu mới. Theo đó, cử tri phải chứng minh quyền công dân. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu về dự luật kết hợp các điều khoản bầu cử với việc gia hạn tài trợ thêm 6 tháng đã thất bại hôm 18 tháng 9 tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Thỏa thuận mới được công bố không bao gồm các điều khoản bầu cử và chỉ gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang đến ngày 20 tháng 12. Dự luật mà Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này cũng sẽ bổ sung 231 triệu đô la Mỹ cho cơ quan mật vụ Mỹ mức tăng lớn sau hai nỗ lực ám sát ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Dự luật cũng cung cấp 47 triệu đô la Mỹ tài trợ bổ sung cho an ninh ở Washington, cho lễ nhậm chức Tổng thống. Những diễn biến trên cho thấy, Quốc hội Mỹ vẫn phải đối mặt với thời hạn, thậm chí còn cấp bách hơn vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bởi khi đó, các nhà lập pháp sẽ phải nâng trần nợ công hoặc phải đối mặt với nguy cơ không thể thanh toán khoản nợ lên tới hơn 35.000 tỷ đô la Mỹ của chính phủ liên bang. Việc chính phủ ngừng hoạt động có thể dẫn đến đóng cửa các cơ quan liên bang và công viên quốc gia, hạn chế các dịch vụ công và khiến hàng triệu nhân công tạm nghỉ việc và không được trả lương chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử. Lần gần đây nhất, chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018 khi ông Donald Trump còn làm tổng thống. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động được 27 triệu đô la Mỹ trong buổi gây quỹ ở New York. Đây là số tiền lớn nhất mà bà Harris vận động được tại một sự kiện gây quỹ kể từ khi đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống. Cuộc bầu cử năm nay đang ở vào giai đoạn quyết liệt, khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu và bà Harris được cho là đang có lợi thế kể từ khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin NBC và CBS thực hiện cho thấy bà Harris đang có dấu hiệu bứt phá so với ông Donald Trump khi dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò dư luận này. Cùng ngày 22 tháng 9, bà Harris cho biết sẽ phát thảo tầm nhìn của mình về nền kinh tế trong bài phát biểu vào tuần này. Theo các nguồn thạo tin, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ công bố một loạt các chính sách kinh tế mới trong tuần này nhằm giúp người Mỹ tạo ra của cải và thiết lập các ưu đãi kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu đó. Các chính sách này có thể được công bố tại Pittsburgh vào ngày 25 tháng 9. Trong bối cảnh nhiều cử tri còn do dự về cách bà Harris hỗ trợ họ về mặt kinh tế nếu bà được bầu làm tổng thống. Trong đó có cả những cử tri ở các bang dao động quan trọng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, bà Harris với tư cách là liên danh tranh cử với ông Joe Biden đã đề xuất tăng lương đáng kể cho hàng triệu giáo viên trường công lập, yêu cầu các công ty phải công bố khoảng cách lương giữa lao động nam và lao động nữ và đưa ra các biện pháp xử phạt những công ty không thu hẹp khoảng cách này trước đó phó tổng thống kamala harris đã có một số màn trình diễn tốt đặc biệt là trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông donald trump và đã nâng cao uy tín trong cuộc đua nhưng lợi thế của bà trong lĩnh vực kinh tế vẫn chưa thực sự thuyết phục được cử tri đặc biệt là tại các bang chiến trường nhiều chiến lược gia cảnh báo rằng nếu không thể đánh bại lợi thế của ông trump về quản lý kinh tế bà harris có thể gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử kinh tế thường là vấn đề đứng đầu trong danh sách mối quan tâm của cử tri mỹ Ông Olu Sonola, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Mỹ, hãng tín nhiệm Fitch Rating cho biết, các vấn đề lớn nhất mà cử tri quan tâm đó là lạm phát và phục hồi nền kinh tế. Cả hai đều sẽ phải đưa ra những chính sách tiềm năng cho các vấn đề này. Chẳng hạn, bà Harris đề xuất kiểm soát giá cả một số hàng hóa, nhưng bây giờ lạm phát thực phẩm đã hạ nhiệt. Hai ông Trump muốn ngăn chặn dòng người nhập cư. Điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao tới thị trường lao động Mỹ? Điều đó phải chờ vào hiệu quả thực tế. Bà Harris đang nỗ lực vạch ra những điểm mới trong tầm nhìn kinh tế so với Tổng thống Joe Biden, nhằm khiến cử tri cảm thấy rằng bà sẽ mang đến những thay đổi tích cực. Theo kênh ABC News, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Full Measure mới đây, ông Trump đã được hỏi liệu ông có cân nhắc phát động một chiến dịch tranh cử khác sau 4 năm nữa nếu lần này không thành công hay không. Ông trả lời, không, tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối, tôi hoàn toàn không nghĩ tới điều đó. Ông Trump cũng nói thêm rằng ông vẫn lạc quan về khả năng chiến thắng cuộc bầu cử năm nay. Ông phát biểu: "Tôi nghĩ rằng hy vọng chúng tôi sẽ thành công." Trước đó, ông Trump đã bác bỏ tham gia một cuộc tranh luận nữa với bà Harris sau khi kênh CNN thông báo rằng Đảng Dân chủ đã chấp nhận lời mời tranh luận vào ngày 23 tháng 10. Trong một tuyên bố, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Dillon, cho biết Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo để tranh luận trên sân khấu với ông Donald Trump và bà đã chấp nhận lời mời của CNN tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23 tháng 10. Ông Donald Trump không có lý do gì để từ chối tham gia cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, ông Trump giữ nguyên lập trường rằng ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận nào nữa. Phát biểu trước những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Wilmington, Bắc Carolina, cựu tổng thống Mỹ cho biết thời gian không còn đủ để tổ chức thêm một cuộc tranh luận vì cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu. Ông Trump đã tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp lần đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tháng 6 và sau đó là với Phó Tổng thống Kamala Harris hồi đầu tháng 9. Ông Trump đã đắc cử năm 2016 sau khi đánh bại bà Hillary Clinton. Ông đã thua ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và từ đó luôn khẳng định rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Mặc dù hiến pháp Mỹ cấm một người giữ chức Tổng thống hơn hai nhiệm kỳ, nhưng ông Trump đã đề cập đến ý tưởng nhiệm kỳ thứ ba nếu ông tái đắc cử. Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở vào giai đoạn quyết liệt khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin NBC và CBS thực hiện cho thấy bà Harris đang có dấu hiệu bứt phá so với ông Trump khi dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò này. Kết quả khảo sát được công bố của NBC cho thấy trong số 1.000 cử tri được tham khảo ý kiến, có 48% số người được hỏi có phản hồi tích cực dành cho bà Harris, trong khi ông Trump chỉ nhận được 38%. Trong khi đó, khảo sát của CBS cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm với tỷ lệ 52 so với 48%. Các kết quả này phù hợp với các cuộc khảo sát gần đây do hãng Reuters Ipsos thực hiện, dù khảo sát này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai ứng cử viên có phần gắt gao hơn. Giới phân tích nhận định dù các cuộc thăm dò trên toàn quốc ở Mỹ cho thấy nhiều chỉ dấu quan trọng, tuy nhiên số phiếu đại cử tri mới là yếu tố quyết định tới khả năng giành chiến thắng của ông Trump hoặc bà Harris. Trong đó có một số bang đóng vai trò then chốt trong cuộc đua này, chẳng hạn như các bang Pennsylvania, Nevada hoặc Wisconsin. CNN đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã chấp nhận lời mời của Đài này để tranh luận lần hai với đối thủ tranh cử ông Donald Trump. Bà Harris viết trên mạng xã hội rằng sẽ vui lòng chấp nhận cuộc tranh luận thứ hai và hy vọng ông Trump sẽ tham gia vào ngày 23 tháng 10. Tuy nhiên, ứng viên Đảng Cộng Hòa nói đã quá trễ để hai bên tranh luận lần hai bởi người Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử 2024. Trước đó, ông Trump nói trong cuộc vận động cử tri ở thành phố Wilmington, bang Bắc Carolina rằng vấn đề với một cuộc tranh luận nữa là nó quá trễ, việc bỏ phiếu đã bắt đầu. Cử tri tại ba tiểu bang Minnesota, Nam Dakota và Virginia đã bắt đầu bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trước ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11. Được biết, nếu cuộc tranh luận diễn ra, đây sẽ là cuộc tranh luận thứ hai của hai ứng viên sau cuộc chạm trán đầu tiên vào ngày 10 tháng 9, sự kiện mà bà Harris được cho là đã chiếm ưu thế trước ông Trump. Theo Politico, cuộc tranh luận sắp tới sẽ do CNN chủ trì, dự kiến diễn ra tại trường quay ở Atlanta vào tháng 10 tới. Cuộc tranh luận sẽ sử dụng quy tắc tương tự cuộc tranh luận hồi tháng 6 giữa ông Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Cụ thể, hai ứng viên sẽ tranh luận trong vòng 90 phút không có khán giả trực tiếp. Ông Trump vốn được biết đến với khả năng tranh luận áp đảo đối phương. Cuộc bầu cử năm nay đang ở vào giai đoạn quyết liệt khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu và bà Harris được cho là đang có được lợi thế kể từ khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ. Kết quả khảo sát được công bố ngày 22 tháng 9 của hãng tin NBC cho thấy trong số 1.000 cử tri được tham khảo ý kiến, có 48% số người được hỏi có phản hồi tích cực dành cho bà Harris, trong khi ông Trump chỉ nhận được 38%. Trong khi đó, khảo sát của hãng tin CBS cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm với tỷ lệ 52 so với 48%. Các kết quả này phù hợp với các cuộc khảo sát gần đây do hãng Reuters Ipsos thực hiện, dù khảo sát này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai ứng cử viên có phần gắt gao hơn. Hiện chưa rõ cựu tổng thống có thay đổi quyết định vào phút chót và tham gia một cuộc tranh luận khác với bà Harris trước ngày bầu cử hay không. Theo đài truyền hình CNN, trong khi tổng thống Mỹ Joe Biden đang bận rộn với lịch trình hoạt động ngoại giao dày đặc, bao gồm các cuộc họp tại khu ở riêng ở Delaware, các cuộc gặp bên lề tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc và các chuyến công du nước ngoài sắp tới. Sự chú ý trên trường thế giới cũng đang chuyển sang Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Mỗi ứng cử viên đều đang tìm cách vun đắp mối quan hệ ngoại giao của mình trong giai đoạn cuối của chiến dịch, nắm bắt các cuộc gặp trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này như một cơ hội để thể hiện quan điểm khác biệt của họ. Cho đến nay, chỉ có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp cả hai ứng cử viên Tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Trong khi đó, Phó Tổng thống Harris sẽ có cuộc hội đàm tại Washington với tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ông Donald Trump cũng tiết lộ có kế hoạch hội đàm với thủ tướng Ấn Độ. Trước đó, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết đã gặp quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và thủ tướng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại khu nghỉ dưỡng Maalago ở Florida. Qatar hiện đóng vai trò là trung gian quan trọng cho Hamas trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận về con tin và ngừng bắn ở Gaza. Ông Trump bày tỏ trên mạng xã hội, quốc vương đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo vĩ đại và quyền lực của đất nước mình. Ngài ấy là người rất mong muốn hòa bình ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Chúng tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời trong những năm tôi ở Nhà Trắng và mối quan hệ này sẽ còn bền chặt hơn nữa trong thời gian tới. Nhiều quan chức Mỹ tiết lộ, các đại diện chính thức và không chính thức của bà Harris và ông Trump đã tiếp nhận yêu cầu từ hàng chục quốc gia với hy vọng sắp xếp các cuộc gặp mặt. Trong khi chiến dịch của ông Donald Trump thông báo cựu tổng thống có thể tổ chức các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới mà chiến dịch của ông không thông báo trước thì cho đến hiện tại, phó tổng thống Kamala Harris không có kế hoạch đến New York để tham dự sự kiện của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trợ lý của cả hai ứng cử viên đều cho biết không có ai trong số họ phải cảm thấy chịu sức ép đặc biệt để đánh bóng chính sách đối ngoại của mình. Không giống như các cuộc bầu cử trước đây, cả hai ứng cử viên đều không tham gia các chuyến công du nước ngoài trước bầu cử để chứng minh khả năng làm chủ vũ đài thế giới. Bên cạnh đó, các vấn đề thế giới vẫn là thứ yếu so với các mối quan tâm trong nước như vấn đề kinh tế, nhập cư và phá thai. Tuy nhiên, việc các ứng cử viên tổng thống sắp xếp các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài trước một cuộc bầu cử không phải là chưa từng có. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ứng cử viên Hillary Clinton đã có cuộc hội đàm với thủ tướng Nhật Bản lúc đó là ông Shinzo Abe và tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Thời điểm đó, bà Clinton và ông Trump cũng đã gặp tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelati mới đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục gia tăng nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tình trạng căng thẳng hiện nay ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, ông Abdelati đưa ra cảnh báo trên trước thêm cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, với việc nhiều cường quốc kêu gọi Israel và Hezbollah tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột toàn khu vực. Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ông Abdelati nêu rõ. Có mối lo ngại lớn về khả năng tình trạng căng thẳng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Tình trạng gia tăng bạo lực mới nhất đã tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Nhưng Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ có đầy đủ quyết tâm và cam kết tiếp tục các nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán để bảo đảm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine tuy nhiên ông abdelati nói rằng tất cả các thành phần của thỏa thuận đã sẵn sàng vấn đề là việc thiếu ý chí chính trị từ phía israel ông cũng đổ lỗi cho những chính sách và động thái của israel về tình trạng giao tranh dữ dội với hezbollah một đồng minh của hamas người đứng đầu bộ ngoại giao ai cập nói thêm chúng tôi đang trao đổi với các đối tác khu vực và quốc tế bao gồm cả mỹ về tầm quan trọng của việc ngăn chặn gia tăng căng thẳng cũng như chấm dứt các chính sách đơn phương mà israel đang thực hiện Hồi cuối tháng 7, Ai Cập cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một mặt trận mới ở Liban sau vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Masdan Sam ở các nguyên Golan do Israel kiểm soát. Bộ Ngoại giao Ai Cập khi nhấn mạnh, diễn biến nêu trên có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột khu vực toàn diện, đồng thời kêu gọi hỗ trợ và bảo vệ Liban. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn những hậu quả từ tình trạng gia tăng căng thẳng xung đột. Điều mà Ai Cập cảnh báo có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Ngoài ra, Ai Cập cũng nhắc lại cảnh báo về các mối nguy hiểm của cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời kêu gọi các bên tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza càng sớm càng tốt, cũng như khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực. Theo hãng tin AFP, quân đội Iran đã tổ chức lễ duyệt binh thường niên kỷ niệm cuộc xung đột với Iraq từ năm 1980 đến năm 1988. Tại đây, các lực lượng vũ trang của Tehran đã trình làng một dòng tên lửa đạn đạo mới, phiên bản nâng cấp của dòng máy bay không người lái drone tấn công cảm tử Shahed-136 vốn xuất hiện rất nhiều trên chiến trường Ukraine cũng được giới thiệu. Dòng tên lửa mới mang tên Jihad được thiết kế và sản xuất bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, sử dụng nhiên liệu rắn và có tầm hoạt động lên đến 1.000 km, theo hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp drone Sahed 136B được tích hợp thêm nhiều tính năng mới và mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 4.000 km. Tuy nhiên, IRNA không giải thích rõ những tính năng mới bao gồm những gì. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Đông sụp sôi căng thẳng và có thể nổ thành xung đột khu vực bất kỳ lúc nào. Trước đó vào tháng 4 năm nay, trong cuộc duyệt binh gần đây kỷ niệm ngày quân đội, Iran đã phô diễn hệ thống phòng không tầm xa Bava 373 có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không cách xa tới 300 đến 400 km. Được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 2019, Bava 373 kể từ đó đã được cải tiến để đối phó các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Theo các nguồn tin của Iran, Bava 373 được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường và thiết bị bay không người lái tiên tiến từ khoảng cách xa và độ cao. Hệ thống này bao gồm các thành phần như radar, cảm biến quang học, hệ thống chỉ huy và điều khiển để theo dõi và đánh chặn mục tiêu. Các thành phần chính của hệ thống Bava 373 bao gồm xe phóng, transporter, erector, TEL, Semi 4 được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AESA công suất cao và nhiều hệ thống cảm biến khác. Tehran tuyên bố rằng khả năng của Bava 373 bản nâng cấp có thể so sánh với S 400 của Nga và các hệ thống Patriot và phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ. Hệ thống này sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa sayat B4 có thể nhắm mục tiêu vào các mục tiêu trong phạm vi 400 km và độ cao lên tới 32 km. Tên lửa Sayat B4 là tên lửa đánh chặn hai giai đoạn, sử dụng nhiên liệu rắn, có đầu dò mục tiêu nâng cao, hệ thống theo dõi, điều khiển và đầu đạn đã được hiện đại hóa. Khi mô tả sự hiện diện của Bava 373 bản nâng cấp, trang tin quân sự của Mỹ có tên Báo cáo lực lượng tác chiến đặc biệt, Sofrep đã gọi hệ thống này là một sự phát triển đáng kể đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, thể hiện cả khả năng tự cung tự cấp ngày càng tăng, và khát vọng của nước này về một mạng lưới phòng không tiên tiến hơn. Theo Sofrep, việc ra mắt hệ thống BAVA 373 nâng cấp có thể được thực hiện để gửi một thông điệp gian đe mạnh mẽ nhắm vào các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ở Trung Đông. Đại giáo chủ Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đang phạm tội ác với trẻ em chứ không phải những người tham chiến. Phát biểu trên được ông Ayatollah Ali Khamenei đưa ra sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 7 phụ nữ. Ông Khamenei cho rằng Israel thậm chí không che giấu các hình thức tội ác khác nhau ở giải Gaza, bờ Tây, Liban và Syria. Ông Khamenei nói với một nhóm phái viên từ các quốc gia Hồi giáo tại Tehran rằng Israel không chiến đấu với những người đàn ông mà là những dân thường vô tội cuộc không kích đã nhằm vào tòa nhà bên cạnh nhà trẻ, trở thành cuộc tấn công khốc liệt nhất trong một năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah phát nổ. Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cũng đã kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hạ cấp quan hệ chính trị với Israel và cắt đứt quan hệ kinh tế với Tel Aviv trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Thống nhất Hồi giáo ở Tehran. Ông Khamenei chỉ trích các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và bờ Tây, cũng như các cuộc tấn công vào Liban và Syria. Ông cho rằng Israel sẽ không dừng lại vì cộng đồng Hồi giáo chưa sử dụng sức mạnh nội tại của mình. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan cũng đã kêu gọi phương Tây thực hiện các bước răn đe với Israel. Ông cho rằng những cuộc tấn công vào Liban trong tuần này cho thấy chính phủ Israel đang mở rộng giao tranh ra khắp khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Erdogan nói rằng cuộc xung đột của Israel ở giải Gaza là chủ đề chính trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh, đã đến lúc tất cả các quốc gia có sứ mệnh bảo vệ hòa bình thế giới phải đưa ra giải pháp ngăn chặn Israel để chấm dứt tình trạng áp bức diễn ra trong gần một năm, thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và đảm bảo dòng viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Tất cả chúng ta, toàn thế giới và đặc biệt là Liên Hợp Quốc đều có những nhiệm vụ quan trọng. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các đơn vị của các lữ đoàn của Cục Biên phòng Ukraine. Hoạt động được thực hiện như một phần của các kế hoạch quân sự đang diễn ra ở các khu vực trọng điểm của mặt trận. Trong đó, lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine tại Volchansk thuộc tỉnh Kharkov bằng một quả bom dẫn đường FAB-3000. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong chính thành phố này một đoạn phim ghi lại vụ việc đã cho thấy sức công phá đáng kinh ngạc của loại vũ khí được ví như quái vật bầu trời của Nga. So với các loại bom hàng không được quân đội Nga sử dụng trước đây, có thể nhận thấy đặc điểm lớn nhất của bom FAB-3000 là mạnh hơn, thậm chí có người còn cho rằng sức mạnh có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Theo thông tin của Bulgari Military, bán kính vụ nổ của FAB-3000 dự kiến là gần 900 mét, có thể gây thiệt hại trên diện rộng. Sóng xung kích cực mạnh và vùng nổ rộng khiến chúng trở thành mối đe dọa không thể coi thường. FAB3000 có khả năng tấn công các mục tiêu và công trình phòng thủ kiên cố. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn, trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,4 tấn, chúng đủ sức phá hủy cả những công trình nằm sâu dưới lòng đất. Chính vì vậy, FAB3000 có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khi va chạm với mục tiêu. Sau khi được thả từ máy bay, FAB3000 sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ cao tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình kiên cố nằm trong bán kính tác động. FAB3000 có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22M3 và một số loại máy bay khác. Bom có thể được bố trí bên trong khoang hoặc treo bên ngoài. Cũng có thông tin cho thấy bom FAB3000 có thể được sử dụng bởi máy bay tiêm kích ném bom Su-34, nhưng khả năng sẽ bị hạn chế do mỗi chiếc chỉ mang được một quả trong một lần xuất kích. Quân đội Nga hiện đang quyết tâm đột phá phòng tuyến Ukraine ở ngoại vi thị trấn Kurakhov, nằm ở phần phía tây của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nga đã huy động tới 52 xe quân sự để tấn công vào khu vực phòng tuyến Ukraine ở Kurakhov nhằm tạo bước đột phá mới. Trước đó, ngày 12 tháng 9, Nga cũng huy động 46 xe quân sự để công phá khu vực này. Lữ đoàn dù cơ động 46 của Ukraine chấn giữ chiến tuyến khu vực này đã chống trả quyết liệt quân Nga bằng UAV, pháo, xe tăng và bộ binh. Theo phía Ukraine, họ đã vô hiệu hóa nhiều xe cơ giới của Nga và nhiều binh sĩ đối phương. Hiện đa tiến của Nga có phần chậm lại do Nga tiến quân đồng thời trên nhiều hướng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng gặp tình trạng thiếu thốn về nhân lực, khiến lực lượng của họ phải căng mỏng ra để chống đỡ các cuộc tiến công của Nga. Ukraine vừa có thêm các lữ đoàn mới thuộc khối vệ binh giúp ổn định mặt trận phía Đông nhưng chỉ có ít lữ đoàn xung kích của họ được trang bị đầy đủ quân đội Ukraine vừa lập thêm 14 lữ đoàn mới và có thể điều các đơn vị này đến miền Đông để giảm áp lực cho các lữ đoàn Ukraine đã phải chiến đấu ở đây trong suốt hơn một năm qua. Hiện Ukraine chỉ có đủ xe thiết giáp trang bị cho 4 trong tổng số 14 lữ đoàn mới này. Cũng tại mặt trận Kurakhov, trước đó các lực lượng Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine 26 lần gần các khu định cư Tsukurin, Ukraisk, Heohivka, Danie và Kostyantinovka. Cùng lúc đó, ở Pokrovsk, quân đội Nga đã mở 24 cuộc tấn công nhằm đánh bật Ukraine khỏi vị trí phòng thủ. Trên mặt trận Sivetsk và Liman, quân đội Nga liên tục tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tổng cộng đã ghi nhận 11 cuộc giao tranh. Kurakhov nằm ở phía tây Donetsk và cách Pokrovsk khoảng 30 km. Cả Kurakhov và Pokrovsk đều nằm trong số các mục tiêu chính trong cuộc tấn công tăng cường của Nga tại vùng Donetsk. Nếu Nga giành được Kurakhov thì lực lượng này có thể tiếp cận 8 vị trí chiến lược quan trọng ở thành phố. Theo lời phát ngôn viên tạm quyền của Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt số 33 của Ukraine là Naza Voitenkov, người Nga chỉ đang cố gắng vô ích để làm điều gì đó tại đây. Nếu chúng tôi thấy bất kỳ sự tiến lên nào thì những đoàn xe tăng, xe bọc thép sẽ tiến về phía các đơn vị của chúng tôi ở bên trái hoặc phải. Họ hiện chưa đạt được thành công nào. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.